tại xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nhân Trạch đã có buổi tiếp xúc cử tri ba xã Phú Thạnh, Đại Phước và Phú Hữu. Tại hội nghị, các cử tri đã trình bày các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề về quyền sử dụng đất và quyền sản xuất kinh doanh của người dân, điều chỉnh quy hoạch và giá bồi thường tại định cư đường vành đai 3, kiến nghị về mạng lưới dây cáp viễn thông gây ảnh hưởng đến khu dân cư. Các cử tri cũng nêu ý kiến bày tỏ lo lắng trước tình trạng mất an toàn giao thông tại một số điểm, và đề xuất thêm các giải pháp để chấn chỉnh khắc phục